Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập Đại đội Vệ quốc đoàn lấy phiên hiệu là Đại đội Vệ quốc đoàn Phan Thanh. Đây chính là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đà Nẵng hôm nay luôn xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, cống hiến công sức, trí tuệ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực sự là đội quân trung thành, tin cậy của nhân dân. Đại úy Nguyễn Viết Thành, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng là cán bộ, sĩ quan trẻ, được đào tạo cơ bản và có năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Anh còn được biết đến là cán bộ trẻ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đề tài sáng kiến cải tiến trang thiết bị phục vụ huấn luyện của anh được cơ quan chuyên môn đánh giá cao và đã được áp dụng thực tiễn tại đơn vị. Thanh niên thì phải xung kích, sáng tạo, phải có khát vọng và cống hiến. Bản thân là một sĩ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn tự rèn luyện và nỗ lực để học tập, phấn đấu xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Trung đoàn Bộ binh 1 luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Có được kết quả đó chính là nhờ sự phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ của toàn trung đoàn. Trung đoàn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đặc biệt là trong tham gia sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến mô hình học cụ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội để góp phần vào thành công chung của trung đoàn. Hiện nay, 100% cán bộ sĩ quan trẻ của Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Những cán bộ trẻ có năng lực như Nguyễn Viết Thành không phải hiếm gặp trong các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố. Mỗi người một nhiệm vụ, song tất cả đều ý thức nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt. Thế giới đầy biến động đã tác động không nhỏ đến đời sống, tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ. Nhưng với bản lĩnh đã được rèn luyện thì bản thân tôi quyết tâm để khắc phục một khó khăn và vươn lên xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lớp cán bộ sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang thành phố với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn. Qua đó, các hoạt động phong trào thanh niên đã phát huy tác dụng lớn. 100% tổ chức đoàn lực lượng vũ trang tập hợp được cán bộ trẻ hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào hành động cách mạng với nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực. Trong thời gian tới, cán bộ đoàn viên thanh niên cũng như cán bộ sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục tăng cường học tập, nghiên cứu về khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là tham gia có cái hiệu quả cái giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội ứng với các cái nội dung khoa học và công nghệ. Từ đó phát huy được cái vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời đẩy mạnh hoàn thành cái chương trình mục tiêu quốc gia chuyển đổi số trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đội ngũ sĩ quan trẻ của lực lượng trong thành phố thì các anh em được đào tạo rất là bài bản, có kiến thức, có nhiệt huyết. Với cái sức trẻ thì sau khi công chí ra trường thực hiện nhiệm vụ thì rất là năng nổ, nhiệt huyết trong các cái nhiệm vụ về huấn luyện, rồi diễn tập, đặc biệt là trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đặc biệt là cái ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cán bộ chiến sĩ là lăn lộn trong mưa gió, rồi cùng với nhân dân để khắc phục hậu quả của bão lũ. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn nỗ lực vượt khó, ý thức nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động khả năng thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị để xứng đáng với cha anh thế hệ đi trước, quyết tâm xây dựng quân đội ngày càng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.